Diễn viên Di Nhật Hạ lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con. Di Nhật Hạ từng có khoảng thời gian tăng cân chóng mặt vì sinh con. Di Nhật Hạ từng có khoảng thời gian tăng cân chóng mặt vì sinh con. Di Nhật Hạ vừa chia sẻ về hành trình giảm cân ngoạn mục của mình. Cô cho biết vì sinh con nên đã có thời điểm bản thân tăng đến gần 90 kg. Sau thời gian tăng cân, cô đã nỗ lực lấy lại vóc dáng. Giờ đây, khi nhìn những hình ảnh mới nhất của Di Nhật Hạ, khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì cô rất thon thả. Nỗ lực để giảm cân của Nhật Hạ đã mau chóng nhận được nhiều lời khen từ netizen. Nữ diễn viên chia sẻ về hành trình làm mẹ và giảm cân của mình, nói thật thì làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đắn đo lắm, can đảm lắm mới dám đăng khoe cái khoảng thời gian này để mấy chị em có động lực đó. Không thể tin được là lúc có bà nhỏ Hạ Mây, mình tăng 87 kg, nhìn lại hình thật sự kinh khủng. Nhưng mình nghĩ đây là hình ảnh đa phần người phụ nữ nào cũng trải qua một lần trong đời. Nó không chỉn chu nhưng không hiểu sao nhìn lại mình thấy đáng yêu đến lạ. Da thì dị ứng sau sinh ngứa đòn nổi khắp người. Tóc thì bối một cục nhìn ghê ơi là ghê vì hôm đó là đầy tháng bí ngô. Mình với cả nhà nhốn nháo chuẩn bị bày biện rồi còn hút sữa soạn đầm vây băng đô cho nó. Thời điểm có thai, mình chỉ mới hơn 20 tuổi. Đến nay, nhìn lại 6 năm đã qua, coi lại mấy tấm hình cũ, thiệt sự thấy vừa xúc động vừa buồn cười. Vì tăng cân quá nhanh nên cả người mình bị dạn, vùng bụng, vùng hông nát bét hết luôn. Có lúc nhìn những vết dạn này mình cũng tủi thân lắm. Giờ nhìn lại thấy ghê ghê thiệt đó. Nếu không mạnh mẽ mình cũng sẽ rơi vào trầm cảm luôn. Di Nhật Hạ chia sẻ thêm, thật sự là mình thiếu kinh nghiệm thật và cũng không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác xấu đẹp, mập ốm, hình ảnh. Dặn ra các thứ ngoài việc sợ con bị cái này cái kia trong bụng, thêm phần tự dưng ăn ngon miệng thiệt không chối. Diễn viên thì rất cần ngoại hình, vậy mà lúc đó mình mập quá trời luôn. Nếu mà so với bây giờ thì như hai người khác nhau. Nhưng thật sự khoảng thời gian đó đối với mình rất vui và hạnh phúc, mình làm tất cả và trải nghiệm hết lòng hành trình này. Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất mà mình được trải qua, dù có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng chưa bao giờ mình hối hận. Mình lưu lại những bức ảnh này để xem như kỷ niệm cho hành trình tuyệt vời đó. Thương tất cả những người làm mẹ và thương cho sự hy sinh của những người làm mẹ. Mình biết có rất nhiều chị em cảm thấy tự ti vì bản thân trở nên xấu xí, te tua khi mang bầu, sinh con. Mình cũng mong các mẹ nếu được thì hãy giữ gìn mình một tí, còn nếu lỡ rơi vào trường hợp như Hạ thì cũng không sao đâu. Chỉ cần cố gắng là mọi thứ đâu lại vào đấy thôi mà.